Với truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc, phụ nữ Hòa Hải, quận Hoàng Sơn đã cùng nhau lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19. Ghi nhận của phóng viên. Kể cả ngày lẫn đêm, nhiều chị em hội viên phụ nữ Hòa Hải vẫn tranh thủ ngồi ghi chép, lên đường, đi chợ hộ cho dân, là những thành viên tích cực cùng ban điều hành khu dân cư, phân chia hàng tấn rau củ, phân phát đến từng nhà, cho từng hộ dân. Đặc biệt, đồng cảm, chia sẻ khó khăn với người dân, các chị nỗ lực vận động các mạnh thường quân đóng góp, ủng hộ hơn 2 tấn rau, hơn 150 xuất quà là những nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn, hay cùng nhau góp sức chế biến 400 ký cải muối để tặng các bếp ăn phục vụ lực lượng trực tại các chốt kiểm soát dịch. Chúng tôi phụ nữ cộng 3 Đông Trà đã phát động và muối được 400 ký dưa cải muối với tinh thần là hỗ trợ bà con trong mùa dịch. Trong thời gian thực hiện quy định ai ở đâu thì ở đó, người nông dân gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, người dân gặp khó trong tiếp cận mua sản phẩm tươi sạch. Hội phụ nữ phường lập tức trở thành kênh kết nối đáng tin cậy. Chỉ trong vòng 2 ngày, các chị đã giải cứu hàng tấn tôm, cá đến kỳ thu hoạch, giúp nông dân thu hồi vốn tái sản xuất, giúp người dân có bữa ăn được đa dạng, đầy đủ. Các cán bộ hội viên phụ nữ với cái tinh thần sẻ chia yêu thương, chúng ta có gì, có công, có của góp của để mà đồng hành chia sẻ với những người dân trên địa bàn phường trong những lúc khó khăn thực hiện giãn cách xã hội. Những việc làm thiết thực của phụ nữ Hòa Hải, quận Hoàng Sơn đã góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương và chia sẻ của phụ nữ Đà Nẵng, thể hiện trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên cùng chung sức vì cộng đồng với mong muốn nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới.